Chào tái ngộ đến tất cả quý vị đang xem cái show Lửa Hồng. Và hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp nữa để làm một món ăn ngon lắm nè quý vị. Đó là một món xôi. Tại vì những cái món xôi của Xuân Hồng được chiếu lên đài truyền hình đó là quý vị ủng hộ dữ lắm. Mà món xôi này rất dễ làm, ngon miệng, có thể mình ăn vào buổi sáng ngày cuối tuần. Đó là xôi đậu phộng. Xin mời quý vị vào bếp làm xôi đậu phộng nha. Làm cái món xôi đậu phộng thì chúng ta phải có đậu phộng rồi đúng không nè. Và quý vị tưởng tượng cái xôi đậu phộng là phải nguyên hạt đúng không nè. Cái hộp đậu phộng là phải còn nguyên hạt mà còn vỏ như thế này. Đó là một cái dĩa xôi đậu phộng mà chúng ta thường thấy. Và trên mặt là phải có rắc mè, muối mè, rồi có rắc dừa bào sợi nữa. Thì bây giờ Xuân Hồng với quý vị sẽ lần lượt làm cái xôi đậu phộng này mà Xuân Hồng nghĩ nó dễ lắm. Cũng giống như những món ăn khác, nhất là món ngọt hay là món xôi, món chè, Xuân Hồng bao giờ cũng cho quý vị cái cân lượng rõ ràng phải không nè. Chính vì vậy quý vị thương mến cái show Lửa Hồng lắm và Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm nha, đã theo dõi cái show Lửa Hồng trong suốt thời gian qua và sắp sửa theo dõi cái show đậu phộng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta làm món show đậu phộng thì trước hết Xuân Hồng sẽ đi ngâm nếp. Đây là nếp mà quý vị có thể dùng bất cứ hiệu nào. Có nhiều quý vị cứ email Xuân Hồng hỏi là ồ Xuân Hồng ơi dùng nếp hiệu nào và hạt dài hay hạt tròn, thì thông thường Xuân Hồng thích dùng nếp hạt dài hơn quý vị, và hiệu nào cũng được hết. Tại vì bên này đa số chúng ta dùng nếp của Thái Lan nhập qua đúng không nè. Mà nếp Thái Lan nhập qua thì ngon lắm quý vị. Hiệu nào cũng được nha, Xuân Hồng dùng hiệu này. Và mình cái liều lượng ngày hôm nay là mình dùng 3 cắp gạo nếp vo thịt sạch ngâm qua đêm. Thì Xuân Hồng đong 3 cắp gạo nếp cho quý vị xem nha. Ồ và quý vị cứ hay hỏi Xuân Hồng cái bộ cắp, cái này là rất là thông dụng quý vị. Xuân Hồng cũng rất là ngạc nhiên khi quý vị không có thấy cái bộ cắp. Thì đây là cái bộ cắp đo lường trong nấu ăn ở bên Mỹ này mà ai cũng biết hết trơn á. Đây là cái cắp 1 cắp này quý vị, cái lượng cái lớn hơn nhỏ hơn chút xíu là 1/3 cắp, và sau đó là 1/2 và 1/4. Nó nguyên một bộ như thế này, thậm chí còn có nhiều bộ nhiều hơn nữa. Thì nó phân chia ra cái loại liều lượng cho nó dễ đó mà. Thì đây là 1 cắp, Xuân Hồng dùng 3 cắp gạo nếp này quý vị. Đông vạt gạt như thế này nha quý vị, 3 cắp gạo nếp. Rau thịt là sạch và ngâm qua đêm. Đó, Xuân Hồng dùng 3 cắp nha. Quý vị nhớ phải vo thật sạch, tại vì khi mà trước khi mình ngâm qua đêm đó thì cái nếp mình nó còn cứng đúng không nè, thì mình mới vo được. Còn nếu mà ngâm qua đêm thì chúng ta vo không được nữa đâu, tại vì lúc đó nếp nó mềm rồi, quý vị mà vo một cái là nó sẽ bể liền. Cho nên trước khi ngâm nếp là mình phải vo thật sạch, xả nước lạnh nhiều lần, sau đó bỏ nước thiệt là nhiều vào rồi chúng ta ngâm qua một đêm nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng nói tiếp, cái này là để ngâm qua đêm, tiếp Xuân Hồng đi ngâm nè. Xuân Hồng nói tiếp là cái gói đậu phộng với liều lượng là 3 cắp gạo nếp, chúng ta dùng một gói đậu phộng có trọng lượng là 12 ounce. Và đậu phộng của Xuân Hồng dùng ngày hôm nay là còn vỏ lụa, tức là không phải là đậu phộng không vỏ đúng nè. Đậu phộng không vỏ là để vừa rồi Xuân Hồng cùng với quý vị nấu là nấu chè thân hoặc là chè bà ba ví dụ vậy. Còn đây hôm nay mình dùng nấu xôi đậu phộng thì đậu phộng phải còn vỏ lụa như thế này. Đây là một gói đậu phộng có trọng lượng là 12 ounce. Xuân Hồng cũng ngâm nước qua đêm để chi quý vị, để mình luộc cho nó mau mềm. Còn nếu quý vị không có thời gian hoặc là quên luộc đó thì mình có thể là mình luộc luôn khi mà sống như thế này, nhưng mà nó lâu chín lắm, nó không có bùi nữa. Rồi Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, với 3 cắp gạo nếp như thế này và một gói đậu phộng có trọng lượng là 12 ounce, tất cả Xuân Hồng đem vo sạch sẽ và ngâm qua đêm. Thì đây là 3 cắp gạo nếp đã ngâm qua một đêm, xả thịt sạch để ráo. Và đây là một gói đậu phộng Xuân Hồng đã ngâm qua đêm, sau đó quý vị luộc với lại một chút xíu muối. Quý vị cho vào cái nồi đổ nước lạnh vào, cho nửa muỗng cà phê muối vào và luộc chín mềm. Thì đây là một gói đậu phộng quý vị thấy nè, ngon chưa? Nở ra ha, mình ngâm qua đêm nó nở ra luộc nhanh lắm quý vị, khoảng 15 phút đồng hồ là đậu phộng chín rồi. Và đậu phộng vừa chín tới thôi quý vị, không cần quá chín đâu, tại hồi nữa mình trộn vào nếp mình hấp nữa mà, phải không? Cho nên vừa chín tới là được rồi quý vị, và luộc với lại nửa muỗng cà phê muối cho đậu phộng nó bùi và nó thêm đậm đà. Và cái đậu phộng này quý vị có thể luộc một lần 4-5 gói, 3 gói, 2 gói để mình xả sạch như thế này, rồi quý vị cho vào cái bịch để vào freezer, vào cái tủ đá đó, để khi nào mình nấu xôi đậu phộng mình đem ra có liền cũng được quý vị. Một công hai ba chuyện ha. Quý vị ngâm một lần nhiều nhiều lên rồi quý vị luộc chín và cho vào freezer. Khi nào mà nấu xôi hay nấu chè quý vị đem ra là nóng thôi, không phải chờ thời gian lâu. Rồi bây giờ Xuân Hồng nói tiếp tục này quý vị. Cái món xôi đậu phộng ngon quý vị ha, thường thường cho vào cái dĩa khi mình thấy xen lẫn những hạt nếp trắng phau hoặc là những hạt đậu phộng có màu hồng hồng như thế này, mùi ăn vào mùi tuyệt bùi. Và trên cái mặt dĩa đậu phộng bao giờ cũng phải là rắc dừa bào với muối mè phải không nè. Rồi bây giờ Xuân Hồng quý vị tiếp tục làm món xôi đậu phộng, tại món xôi là dễ làm lắm.
3 cắp gạo nếp ngâm qua đêm xả sạch, một gói đậu phộng 12 ounce ngâm qua đêm, sau đó luộc chín mềm với chút xíu muối, cũng để ráo. Xuân Hồng cho đậu phộng với nếp vào nè quý vị. Rồi ha. Bây giờ Xuân Hồng sẽ trộn đều lên. Đó quý vị thấy nè, nếp với đậu phộng bây giờ mình trộn đều lên nha. Và trước khi trộn, Xuân Hồng cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối để cho cái xôi này nó đậm đà đúng không nè. Quý vị cho nửa muỗng cà phê muối nè, rồi trộn đều lên. Bước kế tiếp là chúng ta đem đi hấp. Và trước khi làm cái món xôi đậu phộng thì Xuân Hồng đã bắt cái xửng lên rồi. Quý vị thấy cái xửng Xuân Hồng đang sôi sùng sục phải không nè. Khi quý vị nấu một món xôi hay là một món chè và món bánh hấp hay là một món bánh nướng thì bao giờ trước khi mình bắt tay vào làm mình đã phải có cái xửng nước sôi rồi. Tại vì khi mà mình hấp xôi, hấp bánh, nước xửng và cái xôi, cái hơi nước đang sôi ngùng ngục như vậy, quý vị cho đồ ăn vào hay bất cứ món ăn nào mình hấp thì nó ngon lắm. Đừng có cho khi mà nước chưa sôi nha, nước phải sôi sùng sục mình mới hấp. Rồi bây giờ Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa tại sao Xuân Hồng mới nhắc hoài quý vị. Có nhiều quý vị thương mến Xuân Hồng lắm, cứ email nói là có nhiều khi coi bị miss hoặc là vô tình coi Xuân Hồng nhưng mà không có tập trung để coi nghe cái liều lượng đó, là sau đó Xuân Hồng lại nhắc lại quý vị ghi kịp để mà làm một món ăn thiệt là thơm ngon mà không quá tốn quá nhiều thời gian phải không nè. Nhưng nếu mà Xuân Hồng không cho quý vị liều lượng rõ ràng, quý vị vào quý vị ước chừng nếu Xuân Hồng nấu lần đầu thì không được ngon lắm, phải lần thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó mới thành công, thì như vậy tốn thời gian của quý vị quá. Cho nên là Xuân Hồng đã phải là đo lường rõ ràng để cho quý vị ha. Rồi, gạo nếp với đậu phộng luộc chín đã trộn chung với nhau rồi này quý vị. Xuân Hồng cho trộn vào đây nửa muỗng cà phê muối nữa nha. Bây giờ Xuân Hồng cho vào cái xửng hấp nè. Cái xửng của mình thì nước đang sôi sùng sục. Đó, quý vị thấy không? Xuân Hồng cho tất cả nếp trộn với đậu phộng và chút xíu muối cho. Khi hấp thì quý vị nhớ để cái xửng của mình là cái mình làm cho nó có khoảng trống ngay giữa đó, để cái hơi nước nó lên đều, để cái xôi mình nó chín đều nha. Và thỉnh thoảng quý vị phải lấy đũa quý vị sơ để cho cái nếp mình nó chín đều. Và trong khi chờ cái xôi này chín đó, thì Xuân Hồng với quý vị sẽ là bào dừa. Bào dừa hoặc là mình làm muối mè phải không nè. Xuân Hồng phải lắp lại nè, tăng lửa lên chút xíu nha. Dừa rám là bên ngoài cái vỏ nó còn màu sáng như thế này quý vị, nó vừa già tới thì mình sẽ dùng mình bào ra từng sợi để mình ăn với xôi. Thứ nhất là nó cũng béo, thứ hai nó có vị ngọt trong đó, và thứ ba nó không bị sảm phải không nè. Nhiều khi Xuân Hồng nói kỹ xíu là có nhiều em bé đó, không phải em bé mà em gái đó, mới lớn lên, mới lập gia đình hoặc là mới sống xa nhà tự nấu ăn đó, cái Xuân Hồng phải kỹ chút xíu một cái cách đi lựa dừa, lựa trái đu đủ này nọ, cái đó cũng quan trọng lắm phải không nè. Tại vì hồi nhỏ Xuân Hồng được mẹ dạy như vậy, nó cũng ảnh hưởng quý vị. Vì khi mẹ dạy như vậy đến giờ này mình vẫn nhớ cái in cho ồn mẹ hồi đó phải dạy là lựa trái dừa như thế nào, cái đu đủ như thế nào. Cho nên cái show, cái cooking show của Xuân Hồng không nhất thiết là quý vị coi rồi quý vị vào quý vị nấu ăn hoặc là nấu y chang như Xuân Hồng. Nhất là nhiều quý vị Xuân Hồng biết kinh nghiệm nấu nướng thì còn gấp 10 là Xuân Hồng nữa đúng không nè. Nhưng mà có nhiều em trẻ mới lớn lên, nhất là ở bên Mỹ này, thì coi cái cooking show của Xuân Hồng rất là bổ ích, là tại vì Xuân Hồng thứ nhất cho đo lường rất là dễ, là rõ ràng. Thứ hai Xuân Hồng nói rõ ràng như vậy để các em đi chợ được khéo hơn. Rồi cảm ơn quý vị nhiều lắm nha, đã theo dõi cái show Lửa Hồng ngày hôm nay. Và trở lại cái món xôi đậu phộng, Xuân Hồng đang hấp xôi và đậu phộng trên xửng rồi. Bây giờ chúng ta nói đến dừa rám nè, thì sau đó quý vị bào ra để Xuân Hồng lấy cái đồ bào. Và đây là cái đồ bào dừa này quý vị, Xuân Hồng mới lấy cái đồ bào dừa ra cho quý vị xem ha. À, quý vị có thể mua ở chợ Việt Nam, chợ nào cũng có bán hết, hoặc là ai đi Việt Nam về mình gửi mua. Hoặc là nếu không có đồ bào này, quý vị lấy cái nắp bia đó, cái chai bia mà có cái nắp và nắp phén đó, thì mình cạo thành cái, mình đào dừa thành những sợi cũng được. Rồi bây giờ là cái dừa bào ha quý vị ha. Xong xuống cái dừa bào rồi, quý vị có thể là muốn Xuân Hồng làm cho quý vị coi cũng được, nhưng mà dừa bào thì ai cũng biết bào đúng không? Chặt ra làm hai rồi mình nạo cho nó thành sợi để mình ăn với xôi thôi. Rồi bây giờ bước kế tiếp là cái muối mè. Xuân Hồng với quý vị sẽ làm muối mè để ăn với xôi nè. Đó, nhưng mà quý vị thấy cái xôi mình đã hấp bên kia không phải như vậy là chín đâu. Để hồi một chút xíu nữa Xuân Hồng sẽ cùng với quý vị là cho thêm những cái vật liệu gì vào đây, cái nồi xôi nữa, đem cái xửng xôi đậu phộng của mình nó thiệt là thơm ngon nha. Béo, hạt xôi bóng bẩy mà có vị đậm đà trong đó. Nên quý vị đừng đi đâu hết, coi cái theo dõi cái xôi Lửa Hồng ngày hôm nay với cái món xôi đậu phộng rất là dễ làm. Bây giờ chúng ta xong cái phần dừa bào thì nói đến cái phần muối mè phải không nào. Xôi đậu phộng thường ăn với muối mè. Thì muối mè Xuân Hồng làm từ đậu phộng rang vàng giả dập với lại mè rang vàng quý vị. Mè rang vàng quý vị cũng giả dập sơ sơ luôn thì nó mới ngon, nó mới dập ra cái, quý vị tưởng tượng một cái hạt mè đó mình giả hơi dập dập ra nó ra cái dầu mè nó thơm lắm.
Còn nếu quý vị không thích thì để vậy cũng được nha. Đậu phộng thì mình rang vàng và lấy đậu phộng không vỏ đó quý vị, mình rang vàng sau đó mình giả dập ra. Xuân Hồng sẽ dùng là 4 muỗng canh đậu phộng quý vị, đậu phộng rang vàng giả dập như thế này. Xuân Hồng dùng 4 muỗng canh nha, nhiều ít tùy theo ý thích quý vị, nhưng mà Xuân Hồng dùng đo lường như thế này. Rồi 4 muỗng canh đậu phộng rang vàng giả dập. Xuân Hồng dùng 1 muỗng canh mè rang vàng cũng giả dập luôn cho nó thơm. Đó, 1 muỗng canh đầy nha quý vị. Rồi bước kế tiếp Xuân Hồng sẽ cho muối với đường vào đây đúng không nè. Với cái liều lượng này thì nếu quý vị nhà đông người thì mình có thể làm nhiều hơn gấp đôi nha. 4 muỗng canh đậu phộng giả dập với lại 1 muỗng canh mè trắng rang vàng. Xuân Hồng dùng 2 muỗng canh đầy đường cát. Quý vị dùng 2 muỗng canh đầy đường cát như thế này. Và 1 muỗng cà phê muối quý vị. Cà phê muối, muối Xuân Hồng dùng ít hơn nha, 1 muỗng cà phê thôi. Rồi tất cả mình trộn đều lên. Quý vị có cái muối mè để mình ăn với xôi rồi, mà không phải xôi đậu phộng đâu, bất cứ xôi gì quý vị dùng muối mè cũng dùng theo cái đo lường này, rất là ngon đó quý vị. Ăn với xôi nè, với dừa bào nè. Rồi bây giờ Xuân Hồng với quý vị coi cái xỉnh xôi nó đến đâu rồi nha. Xuân Hồng nhắc lại cái liều lượng để làm muối mè để ăn với xôi đậu phộng ngày hôm nay: 4 muỗng canh đậu phộng rang vàng giả dập múc đầy nha quý vị, 1 muỗng canh mè trắng rang vàng cũng giả dập luôn, 2 muỗng canh đầy đường cát và 1 muỗng cà phê muối vơi vơi thôi, không cần đầy. Trộn đều lên thì chúng ta có cái hỗn hợp muối mè này để ăn với các loại xôi mà khi dùng muối mè. Rồi đây là có dừa bào rồi nha quý vị. Và bước kế tiếp Xuân Hồng nói đến cái liều lượng nước cốt dừa để mà mình ăn với xôi, mình nấu xôi đậu phộng. Cái xôi đậu phộng bên kia quý vị thấy đang sôi sùng sục rồi. Mặc dù nếp mình đã ngâm qua đêm, đậu phộng đã luộc chín rồi, nhưng mà nếu quý vị không cho chút xíu nước vào thì cái xôi của mình á nó sẽ bị khô, nó cứng. Cho nên là quý vị phải cho cái nước cốt dừa vào hoặc là nước lạnh vào. Nếu như quý vị thích béo, có vị béo của nước cốt dừa thì chúng ta cho nước cốt dừa vào. Nếu như quý vị muốn cái xôi đậu phộng của mình hôm nay không có béo nước dừa ở trong xôi thì quý vị cho nước lạnh vào nha. Và cái liều lượng thì chờ chút xíu Xuân Hồng sẽ nói nè. Và bên cạnh đó Xuân Hồng dùng thêm bột dừa. Tại vì nếu mà mình cho nước cốt dừa nhiều quá thì cái xôi mình nó sẽ nhão đúng không nè. Mà nếu mà cho ít quá thì cái xôi mình nó mềm nhưng mà lại nó không có đủ độ béo đúng không. Cho nên Xuân Hồng mix thêm một gói bột dừa. Đây là quý vị thấy một gói bột dừa có trọng lượng là 1.75 oz, chút xíu thôi quý vị. Nhưng mà nếu quý vị không thích mùi dừa nhiều quá, không thích cái vị béo của dừa nhiều quá trong xôi đậu phộng, quý vị đừng có cho vào nha. Xuân Hồng thì thấy cho một gói bột dừa vào với lại nửa cốc nước cốt dừa thì cái xôi đậu phộng của mình nó thơm ngon hơn, nó béo hơn. Cái thành phẩm của mình, cái hạt xôi còn nguyên hạt và bóng thì bóng vậy đó. Cái hạt đậu phộng thì mùi ha quý vị ha, không có bị vỡ nát ra, không có bị trầy vỏ ra nữa. Thì cái đó là cái dĩa xôi đậu phộng khéo nhất của mình. Xuân Hồng nhắc lại là 3 cốc gạo nếp cộng với lại một gói đậu phộng đang hấp bên kia, thêm nửa muỗng cà phê muối nữa. Xuân Hồng khi xôi đã chín rồi, Xuân Hồng sẽ trộn vào là nửa cốc nước cốt dừa và thêm một gói bột dừa nữa nha. Bây giờ Xuân Hồng đi qua bên kia coi cái nồi xôi của mình như thế nào rồi, sắp chín chưa? Quý vị thấy dễ vậy ha. Nhưng mà để có cái liều lượng rõ ràng như vậy, quý vị thấy không, Xuân Hồng phải nấu bao nhiêu lần? Nấu xong đi lấy giấy, lấy viết ra cặp cụi ghi để share với quý vị đó. Thấy thì dễ thiệt nhưng mà mình phải có liều lượng rõ ràng để quý vị vào bếp không tốn thời gian, phải không nè? Thôi để Xuân Hồng đi sơ cái nồi xôi của mình. Thỉnh thoảng quý vị nấu xôi quý vị phải sơ lên, tức là phải xới đều lên chút xíu như thế này để xôi mình nó chín đều quý vị, cái hơi không chín đều. Và rất nhiều quý vị cứ email hỏi Xuân Hồng là mua cái xưởng này ở đâu. Xuân Hồng có chọc với quý vị nói thôi bây giờ Xuân Hồng bán đấu giá đùa với quý vị cho vui thôi, chứ cái xưởng này quý vị mua ở các chợ Việt Nam hay là chợ Tàu cũng có. Mà tại vì Xuân Hồng mua lâu lắm rồi, mua cái tay mấy năm rồi, cho nên bây giờ người ta không có cái kiểu này nữa. Nhưng mà kiểu nào cũng được ha quý vị, không nhất thiết phải giống Xuân Hồng đâu, kiểu nào cũng được, xưởng nào cũng được hết, miễn sao hấp ra cái nồi xôi ngon là được rồi. Cảm ơn quý vị nhiều lắm nha, đã thương mến Xuân Hồng. Những cái vật liệu nhà bếp của Xuân Hồng bây giờ quý vị cũng thương mến nữa, cũng muốn mua giống Xuân Hồng nữa. Vừa rồi có các cô cứ hỏi Xuân Hồng là cái nồi cơm điện Xuân Hồng mua ở đâu, Xuân Hồng đã chỉ cho quý vị mua đó. Quý vị mua về xài thích quá rồi lại hỏi Xuân Hồng tiếp. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và có rất nhiều quý vị hỏi Xuân Hồng là mua cái đồ đựng gia vị này ở đâu nữa, nhưng mà nói thiệt quý vị bây giờ Xuân Hồng không nhớ mua đâu hết, lâu quá rồi quý vị, mấy năm rồi, bây giờ có thể người ta cũng không còn nữa. Nhưng mà quý vị có thể là tìm thấy nhiều cái vật liệu còn đẹp hơn của Xuân Hồng thì sao, phải không nè? Nếu mà đẹp hơn là nhớ chỉ cho Xuân Hồng chỗ mua ấy đó. Quý vị thân mến, chúng ta đang làm món xôi đậu phộng và Xuân Hồng mới thử một hạt xôi thì thấy xôi nó mềm rồi đó quý vị.
Bây giờ mình cho nước cốt dừa vào nha. Sau khi cho nước cốt dừa vào rồi, quý vị sẽ thấy xôi mình nó mềm mại hơn chút xíu. Tại vì hồi nãy Xuân Hồng chưa cho nước cốt dừa, bây giờ mặc dù xôi đã chín nhưng mà quý vị sẽ thấy là xôi mình nó khô chứ nó không có được mềm mại. Mềm mại đúng không? Quý vị sẽ cho nước dừa vào hoặc là nước lạnh vào, nước nóng luôn xinh đó. Còn nếu như quý vị muốn béo hơn thì quý vị cho thêm một gói bột dừa. Và cho khi nào quý vị, khi mà quý vị trộn đậu phộng với lại nếp á, ngay từ đầu đó quý vị trộn, và lúc đó quý vị trộn đều với bột dừa rồi cho vào. Rồi còn không, nếu quý vị cho không thích cho bột dừa thì có thể dùng nửa khắp nước cốt dừa thôi là đủ rồi. Rồi bây giờ Xuân Hồng với quý vị qua bên kia mình cho nước cốt dừa vào nha, với liều lượng là 3 khắp gạo nếp, một gói đậu phộng luộc chín, trộn đều lên với nửa muỗng cà phê muối hấp chín. Bên kia chúng ta cho nửa khắp nước cốt dừa nha quý vị, cho nhiều hơn bị nhão, cho ít hơn thì xôi vẫn còn khô đúng không nè, phải cho nửa khắp nước cốt dừa thôi. Bây giờ mình qua kia mình cho nước cốt dừa. Bây giờ Xuân Hồng sẽ cho nước cốt dừa vào cái sửng xôi của mình, quý vị thấy nè, wow, cái hạt đậu phộng thì chín no tròn ha, đẹp tuyệt đẹp. Mà quý vị thấy hạt đậu nó còn nguyên vẹn, không bị vỡ nát ra mà vỏ cũng không bị trầy đó nha. Xôi thì chín mềm dẻo nè. Bây giờ nếu mà mình không cho nước cốt dừa thì xôi mình nó sẽ bị khô lắm, cho nên Xuân Hồng phải cho nửa khắp nước cốt dừa vào đây để cho xôi mình nó béo hơn, đồng thời xôi mình nó sẽ mềm dẻo hơn đúng không nè. Đó, Xuân Hồng đông nửa khắp nước cốt dừa nha, quý vị rưới đều lên, vừa rưới chúng ta vừa xới như thế này để xôi mình nó ngấm đều nước cốt dừa. Và sau khi quý vị cho nửa khắp nước cốt dừa vào, quý vị xới đều lên thì chúng ta đậy nắp lại, hấp thêm khoảng 10 phút nữa thôi là xôi chín nha quý vị. Và lúc khi mà quý vị mở nắp ra lần thứ hai để mà xới xôi dĩa đó, quý vị sẽ thấy là cái xôi của Xuân Hồng á, nó bóng hạt thì hạt, bóng hạt xôi 10 hạt trên 10 mà nó bóng khoảng ngon lắm nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng đậy nắp lại nè và hấp thêm 10 phút nữa là xôi mình đã chín rồi. Wow, ngon quá quý vị. Và khi mà một dĩa xôi đậu phộng khéo đó, là quý vị thấy là hạt xôi á, là phải còn nguyên vẹn, không bị vỡ nát ra. Mà hạt đậu phộng á, thì cũng nở nó tròn, không có bị chày vỏ ra như quý vị. Nếu mà hạt xôi của mình bị vỡ nát, bị nhão thì cũng không ngon đâu, không đúng đâu. Mà hạt đậu phộng mình mà chưa chín mùi nó cũng không ngon nữa. Cho nên là nấu một dĩa xôi đậu phộng khéo, mình cũng chăm chút mình chút xíu một đúng không nè. Bây giờ quý vị chờ Xuân Hồng 5-10 phút thôi, xôi mình chín, Xuân Hồng sẽ đơm ra dĩa và mời quý vị dùng thử coi nó ngon không nha. Đó là xôi đậu phộng ngày hôm nay. Sau khi hấp, tức là khi mà quý vị cho nước cốt dừa vào, quý vị hấp khoảng 5-10 phút nữa thôi thì xôi mình nó chín mềm dẻo như thế này nè quý vị. Hạt xôi lúc này quý vị tinh ý nhìn thấy thì nó sẽ bóng bẩy đúng không nè, phải có nước cốt dừa nó béo mà. Rồi bây giờ xôi đã chín rồi, Xuân Hồng bới ra dĩa và mình đắp dừa bào này nọ lên nha quý vị. Đó, quý vị thấy ngon chưa? Tại có đậu phộng, Xuân Hồng phải dùng cái muỗng để mình múc đậu phộng luôn nè. Còn bình thường xôi, bình thường mình dùng cái đũa mình đơm. Đó, quý vị thấy wow, ngon quá. Xôi chín mềm dẻo mà hạt xôi còn nguyên hạt nha quý vị. Mềm dẻo còn nguyên hạt. Đó, đậu phộng thì chín bùi. Wow, ngon quá quý vị. Buổi sáng mà tưởng tượng ngày thứ 7 chủ nhật mà ở nhà quý vị có thời gian đó, làm cái món này cho gia đình thưởng thức nha, ngon lắm đó. Mà dễ nấu đúng không nè. Nếu mà quý vị thích ăn ngọt một chút xíu đó thì chúng ta có thể cho thêm đường cát. Bây giờ Xuân Hồng sẽ rắc dừa bào lên trước nè. Đó, quý vị thấy ngon chưa? Dừa bào sợi và dừa tươi nha quý vị. Nó lên như thế này, ít nhiều tùy theo ý thích của mình. Và bây giờ Xuân Hồng sẽ cho muối mè lên. Wow, ngon quá quý vị. Cũng nhiều ít tùy theo ý thích của mình luôn. Bây giờ đã đến lúc Xuân Hồng ăn thử rồi nói cho quý vị biết cái xôi đậu phộng của mình ngày hôm nay nó ngon như thế nào. Quý vị thấy Xuân Hồng múc một miếng xôi đậu phộng này quý vị. Cái hạt xôi thì cà còn nguyên vẹn ha, không bị vỡ nát cái tí nào hết trơn á. Mà cái hạt đậu phộng này nở bùi, nó tròn như thế này, không bị vỡ ra. Và xen lẫn cái miếng xôi đậu phộng là phải có dừa bào, có muối mè, thấy không nè. Rồi, ăn thử nha quý vị. Giống gì. Mà khi mình muốn một miếng xôi đậu phộng để ăn nó phải có trong này có đậu phộng đúng không nè. Chứ không có đậu phộng Xuân Hồng không ăn đâu, phải có đậu phộng chứ. Ngon lắm quý vị. Cái hạt đậu phộng mình nó nở bùi lắm, quý vị nhớ ngâm qua đêm rồi luộc nha, luộc cho chín mùi rồi chúng ta nấu. Còn nếu quý vị vội quá không ngâm qua đêm cũng được, nhưng mà cái thời gian luộc mình nó lâu hơn thôi. Còn xôi á, thì không có bị khô, xôi nó vừa mềm vừa dẻo đến mà lại có vị béo của nước cốt dừa. Nếu như quý vị muốn béo hơn nữa thì khi trộn xôi, trộn nếp với lại đậu phộng, quý vị trộn vào một gói bột dừa nữa. Nhưng mà nếu quý vị thấy không cần một gói bột dừa mà chúng ta chỉ mix nửa khắp nước cốt dừa khi mà xôi đã chín là cũng đủ rồi. Có nhiều quý vị Xuân Hồng biết nấu xôi đậu phộng cũng không cho nước cốt dừa nữa kìa, cho nên cũng ngon lắm nha quý vị. Nấu kiểu nào cũng ngon hết trơn mà dễ làm ha.
còn ăn miếng nữa rồi chào tạm biệt quý vị. Ngon quá tuyệt vời. Quý vị biết á, cái vị béo, cái vị bùi của đậu phộng đó, nó hòa lẫn vào với lại cái xôi của mình á, ngộ lắm, ăn tôi ghi lời với nhau xen lẫn là lâu lâu mình ăn chúng một cái miếng dừa non bào sợi nữa, dừa rán đó, ngon lắm quý vị. Xuân Hồng hy vọng là quý vị sẽ thích cái món xôi đậu phộng ngày hôm nay nha. Ăn rồi uống một miếng trà nóng thì ngon lắm đây. Wow, một món xôi rất là bình dân, dễ làm. Xuân Hồng kính chúc quý vị thành công nha. Mà không chúc chắc quý vị cũng thành công, phải không nào, dễ làm quá. Kính chúc quý vị có một món ăn thiệt là ngon miệng cho người thân mình, nhất là những lúc mình rảnh rỗi đó. Và Xuân Hồng cảm ơn quý vị thiệt là nhiều đã ủng hộ cho Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Quý vị yêu mến show Lữ Hồng, quý vị lại ủng hộ cho nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng nữa. Quý vị thấy nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng bây giờ đông vui lắm. Quý vị ở xa đến cũng ghé thăm Xuân Hồng, rồi ở gần cũng ghé thăm nữa. Cho nên Xuân Hồng thấy wow, mình may mắn quá, mình làm được những công việc mình thích, rồi được mọi người ủng hộ nữa, như vậy thì mình quá may mắn, phải không nè. Xuân Hồng cảm ơn quý vị một lần nữa, và kính chúc quý vị cùng với người thân của mình có một ngày vui vẻ.